bạn nào có nhu cầu mở liên quân hay free fire giá rẻ, truy cập ngay shop kaligaming.vn. Đây là shop hàng hợp tác chính thức duy nhất của mình. Anh em có thể yên tâm khi mở ở shop mình nhé. Đường link shop mình để dưới phần mô tả cho anh em. Đâu, người ta quay chơi chơi mà, quay nhà mà, ai quay mày? Tắm tắm đi. Người tắm bao giờ chứ gì? Hello mọi người nha, mình là Thê đây. Mọi người ơi, thì nãy á mình có nghe thấy cuộc điện thoại của con Nhung, nó với người yêu nó gọi với nhau, xong hình như nó chuẩn bị đi gặp người yêu nó hay sao ấy. Bây giờ mình sẽ trốn trong tủ này, xong tí nó đi tắm ra, xong rồi là xem phản ứng của xem nó nói gì với người yêu xong tí mọi người mới biết nhé. 2000 years later. Con này tắm lâu vãi mọi người ạ. A few minutes later. Ôi, nó ra rồi. Alo. Anh à. Wow. Anh đang ở đâu ấy? Dưới sảnh á. Vâng, em tắm xong rồi, em xuống bây giờ. Anh của em á, nó ngu lắm, nó không biết gì đâu. Sợ đâu. Nó còn lợn trong phòng đi, nó không biết gì đâu. Sợ nó quay lén như lần trước á. Anh lo gì, nó đang ngủ rồi. Anh xuống bây giờ nhá. Ý, anh yêu đợi em tí nhá. Được của nó đấy. I wonder gương thế này nó không nhìn thấy được mọi người ạ. Nó mình ở trong này nó tối lắm không nhìn thấy được. Ok bây giờ mình sẽ đi xem nó như nào em ạ. Anh á, nó ngu lắm, nó không biết gì đâu, nó ngủ như con lợn ý. Nghĩ tao ngu, nó nghĩ mình ngu mọi người ạ. Rồi mày sẽ biết. Này nó đi gặp người yêu nó còn ra đây làm gì? Gì đây? Gì đây? Đây. Gì? Mày đi đâu ấy? Tao tưởng mày đi tắm rồi mà. Tao mày suốt đêm đúng không? Hả? Ừ. Thì tao đi mua nước ngọt cho mày. Nhưng mà tao vừa đi xuống quên lấy tiền. Đi mua nước ngọt cho tao. Ui, hôm nay chất thế. Anh trai thức khuya các thứ thì em là em gái mà. Em đi xuống quên lấy tiền rồi em quay lại em lấy. À, quên lấy tiền à? Uầy, hôm nay mua nước ngọt cho luôn. Em gái tâm lý mà. Em gái tâm lý luôn. Vâng, em đi nhá. Ok. Vâng nhá. Ok. Ui.
mọi người ơi, mẹ con Nhung nhiều tiền quá rồi mọi người ạ. Boy. Ôi. Đây Nhung ơi, nếu xem được video này tao chỉ mượn thôi chứ tao không làm gì nhé. Lấy một tờ để cho nó không biết mọi người. Lấy một tờ để không biết. Bây giờ là mình sẽ đi mua thẻ nạp game mọi người ạ. Nice. Mọi người ơi, con Nhung á, nó bảo là đi mua nước ngọt cho mình. Nó giả vờ đi gặp trai, suốt ngày cũng thế mọi người ạ. Bây giờ nó qua đây rồi, xa người yêu như thế rồi mà vẫn gặp nhau bình thường. Nani? Ghê thật sự mọi người ạ. Đúng là tình yêu không là gì mà quan trọng là cách xa, xa cách gì á. Đó thì ok mọi người ơi, mình lấy được nó 500 nghìn rồi thì nãy mình có nạp vào shop của mình 500 nghìn mọi người ạ. Ok mọi người ơi, đây này, nick của mình này. Chưa có đồ gì luôn, thề luôn á. Nick của con Nhung với cả Ly thì đồ nào có nó có hết luôn, đồ nào ra nó có hết. Còn nick của mình bị ăn bị mòn, con Nhung nó xin kim cương mà mình không dám nạp vào cho mình luôn. Ok thì bây giờ là mình sẽ vào shop của mình để mà quay kim cương thôi mọi người ạ. Shop của mình là shop kellygaming.vn nhá. Đường link shop mình dưới phần mô tả. Nếu bạn nào muốn quay ủng hộ shop mình thì mọi người có thể bấm vào link dưới phần mô tả hoặc là dưới phần comment của video nhé mọi người nhé. Thì bây giờ là mình sẽ quay cái vòng quay 9K thôi, kiểu quay cho nó tiết kiệm thôi mọi người ạ. Đó, 9K có cơ hội ra 9999 kim cương mà ngu gì mà không quay đúng không? Ok, nếu mà không ra thì thôi, thì mất 9K thôi. Ok, bây giờ là mình sẽ quay này. Ui, phát đầu tiên 9K ra 90 kim cương luôn. Mẹ. Ok, bây giờ mình thử X3 nhé. X3 là 9K là 3 x 9 là 3 x 9 là bao nhiêu nhỉ? 3 x 9 32. Ba nhân chín 27 mọi người ạ. Hết 27.000 thôi. Thì bây giờ là mình sẽ quay X3 này. Wow. Ui, 27.000 mà được 29.000 kim cương luôn. Thật không được, không thể tin nổi. Đấy mọi người ạ, mình học ngu toán xíu nên mọi người thông cảm cho mình nhá. Tại vì mình học đến lớp 7 thôi mọi người ạ. Đó, ok thì bây giờ là mình sẽ rút kim cương cho nick mình thôi. Thì mình rút cũng tầm khoảng 5.000 để mà mua một bộ đồ thôi mọi người ạ. Rút nhiều quá thì mình kiểu nó quay lãng phí. Mình kiểu quay lãng phí nên mình không rút nhiều đâu. Mình quay thì mình muốn quay cái gì thì mình rút bấy nhiêu kiểu cho nó vừa đủ kim cương thôi mọi người ạ. Rút tầm 5.000 kim cương thôi, cứ rút nhiều á là mình ngứa tay lắm không? Kiểu cứ có kim cương ở nick á là ngứa tay cực kỳ luôn á. 2, 4, 5. Ok mọi người ơi, bây giờ là mình rút xong rồi, bây giờ là chờ kim cương vào nick thôi mọi người ạ. A few minutes later. Ok mọi người ơi, thì kim cương vào nick rồi mọi người ạ. Thì bây giờ là mình sẽ quay thôi để xem là hôm nay game nó có gì mới, có gì hot nào mọi người. Uầy. Sự kiện gì đây? Sự kiện làng khách tím này là mình có rồi nè. Sự kiện này chiến thần nạp một kim cương. À, uầy, nạp kim cương được đồ luôn. Xem nào. Ok mọi người ơi, không có gì. Thì bây giờ là mình sẽ vào phần vòng quay may mắn này để mà mình quay đồ nhá mọi người nhá. À, vòng quay may mắn này là mình chưa có con cá mập này. Con cá mập này có vẻ như là đẹp đấy, nhưng mà hình như là vào game nó kiểu vướng vướng kiểu gì. Xem nó có súng gì không. À, đúng rồi. Uầy, khẩu gì đây? AVKM thần lực à? Được đấy mọi người ạ. Ok luôn, quay nè. Quay một phát là được một cái đúng không? Quay đặc biệt là 3 năm. À, quay đặc biệt là được ra hết đúng không ta? Được đá chế tác. Cứ 5 phát quay đặc biệt là được một bộ đồ trong này đúng không nhỉ? Quá chuẩn luôn. Ừ đúng rồi mọi người ạ. Ok luôn, thế là dễ thôi. Mình lấy khẩu AVKM nhé mọi người nhé. Mình lấy khẩu AVKM xong rồi mình sẽ đi quay quay cái gì ạ? Quay cái bộ quay cái thẻ vô cực. Mở thẻ vô cực. Ok, thế là ra AVKM rồi. À đúp rồi. Mẹ thế thôi à? 5.000 kim cương tính ra là mấy chục chứ đúng không?
5.000 kim cương là 5.000 kim cương tính ra là 500k. Tầm 700-800k mọi người ạ. Quay phát thế là hết luôn. Cũng là kim cương tiêu phát hết luôn mọi người ạ. Ok, bây giờ là mình sẽ mua thẻ vô cực. Ok này mọi người ơi, bây giờ còn 600 kim cương đúng không? 600 kim cương thì mình sẽ quay cái gì đây nhỉ? Đẹp hết. Xem là có hành động gì này nào. Không được hành động à. Ok mọi người ơi, bây giờ là mình sẽ quay ở vòng quay kim cương này nhá. Được hay không được thì thôi. Uầy, 600 kim cương được luôn này. Úi giời ơi, được con cá mập này luôn mọi người ạ. Ngon lành cành đào luôn. Ok mọi người ơi, chắc video của mình đến đây là kết thúc thôi. Phá kim cương nó nhanh như tia chớp luôn á. Mẹ, 5.000 kim cương thế mà hết nhanh cực kỳ luôn. Ok, bye tất cả mọi người nhá. Tự nhiên con em đi chơi lại được.